Ok, hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với kênh YouTube của mình. Và mình là Quang Con đây. Dạo gần đây rất là lâu rồi mình chưa làm video cho Khánh Linh. Nên ngày hôm nay mình sẽ quyết định comeback. Mình sẽ làm một video tròn cực kỳ là thú vị luôn. Ngày hôm nay mình sẽ giả vờ uống rượu say. Đấy, xong mình sẽ gọi Khánh Linh bằng tên hiếu cũ. Gọi nhầm tên ấy. Đó, để xem phản ứng của Khánh Linh sẽ như thế nào nhá. Ok, bây giờ mình sẽ đi mình mua lon bia đã. Đó, để mình giả bộ cho nó giống giống tí. Ok, bạn cùng mình lên thầu nhá. Đây rồi anh em ơi, mình vừa mua bia về xong. Đây, bia Sài Gòn. Gần đến Tết rồi, nó in cả logo Tết rồi này. Đấy, bây giờ mình sẽ ngồi đây. Đấy, giả vờ uống bia. Đợi Khánh Linh về, Khánh Linh vừa ra ngoài cũng đi mua gì á. À, mình khoe anh em cái cây thông Noel đẹp không? Cái thông này Khánh Linh làm ấy. À, Khánh Linh mua xong về lắc vào tên tèn cho nó vì không khí Giáng sinh. Bây giờ mình sẽ ngồi đây ấy. Ao. Mẹ, ngồi vào quả sầu riêng đau vãi. Mình sẽ bật bia ra nhá, cho nó chân thực. Có làm hớp luôn không nhỉ? Làm hớp cho nó chân thực nhá. Mà thôi, tí đi xe quan bắt chết. Quá chuẩn luôn. Ê, mình sẽ ngồi đây mình đợi Khánh Linh về em nhá. Đấy, Khánh Linh vừa ra ngoài xong. 2000 years later. Ok anh em ơi, Khánh Linh đang về rồi nhỉ? Đấy nhá. Hello. Quay đời sống hàng ngày. Hạnh về rồi em. What? Hạnh con áo. Nhưng mà Hạnh đi lại. Hạnh về không anh? Có đồ gì nhỏ không? Ở đây. Em tìm Hạnh nhà này. Mình yêu nhau lâu thì em quên. Quên. Bắt đầu. Hay. Gì? Mày thay bia hay nào ấy? Thay gì? Không phải. Mày phải đổ bừng lại. Bia không biết mua không? Sao là tên Hạnh rất gì ở đấy? Tên của em. Em mình của anh mà. Em Hạnh mà. Hạnh nào? Là em. Bia không? Mày của người tên là Hạnh gì đấy? Em trở lên tên là Hạnh thì là ấy. Em còn yêu anh. Có quả gì cầm đây uống bia một lần. Uống mình say quá. Hạnh chịu thôi. Có quả gì cầm đây hóa ra là người yêu mày tên Hạnh phải không? Ôi trời ơi. Em là người yêu anh, em tên Hạnh đó, em buồn cười. Người yêu anh tên Hạnh à? Ừ, em là Hạnh mà. Nhưng yêu nhau đâu thì em không nhớ anh. Thế thì em cũng quên được. Có quả gì không? Anh làm không nhớ phải không? Thế thì đấy. Á trù. Mẹ đây, tí về còn mang về mẹ. Mẹ ăn rồi sai. Hạnh nào? Tao không biết con Hạnh nào hết. Con Hạnh là con nào? Em biết Hạnh nào. Em nào? Em là Hạnh. Nói lại. Em ai? Hạnh. Em là người yêu của anh nhưng tiếng Hạnh nhìn đó là. Làm không hiểu. Mày bị đau à? Bị say bia à? Hóa ra là xe bia nhớ con là tên là Hạnh. Anh về lắm đồ. Đó, xe đâu. Thôi kiểu này thì yêu đương gì nữa. Vừa uống hai lon làm sao say được. Anh uống được lon chưa say. Uống đi. Thế con là tên Hạnh? Em là người yêu anh, em tên Hạnh. Mày nhìn rõ là bố mày nhìn em mà là Hạnh à? Qua. Giờ Hạnh là ai ớ? Hạnh nghe đi em. Nó giận thật sự rồi. Nó giận bây giờ. Mình sẽ vào mình chơi một tí nữa. Xong mình sẽ bảo nó cho nhé. Không nó giận giờ sáng mai chết rồi. Ok, giờ mình sẽ vào chỗ nó tí nhé.
Ok, giờ bọn mình sẽ vào phòng nhá. Hạnh ơi, làm gì đây em? Gì đây? Biến đi, Hạnh con nào. À, em tên Hạnh, em tên gì? Dạy bảo. Mày tỉnh được. Ây, tỉnh. Tỉnh gì có say đâu, uống hai lon bia sao say. Không say. Thế mày sao mày gọi tao là Hạnh, tao là Linh mà. Tao người yêu mày, mày cũng nhớ tên à? Ờ, thế là Linh hay Hạnh? Ừ. Thế mày có hai người yêu à? Nhiều người yêu quá không nhớ. Thế là Linh à? Nhớ nhầm. Nhớ nhầm, đang kiểu đang buồn ngủ đấy, nhớ nhầm tên. Lộn. Lộn, nhớ nhầm. Xin lỗi. Nhớ nhầm mà. Say bia say rượu xong là gọi tên con khác. Ôi trời ơi. Cố ý đâu, đấy lại rượu rượu bia nói chứ không phải anh nói đâu. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Cố ý đó. Dạ, ngủ gì giờ này? Ngủ quá thế, tự nhiên gọi tên con khác chứ mà ta chịu được không? Đặt ta xem chịu được không? Có. Xin lỗi. Yêu đâu mà yêu. Yêu con đấy đi. Nhầm tí. Nhầm tí tao quá. Nhầm tí bạn gì? Dậy đây. Bạn gì là bạn gì? Để tao gọi tên khác được không? Được ạ. Gọi thử mà. Em yêu anh Huy lắm. Em yêu anh Huy lắm. Ngoài em láo liếu. Em yêu anh Nam lắm. Đùa ấy. Thật ra anh đang cho em thôi. Chứ anh có say đâu. Anh có uống rượu bia giờ đâu. Không thấy camera men nãy giờ à? Lừa rồi, thề. Dậy đi. Mày lại tròn. Khó khó khó, chết mẹ mày rồi con. Nhanh. Đi ra khỏi nhà. Đi ra đây nha. Mày hỏi tao bây cái thùng này đi luôn đấy. Không. Giờ đấy. Không đấy. Quá lên đàn. Chết rồi anh em ơi. Chết rồi em. Chết rồi. Nhanh. Nhanh. Biến. Biến ở nhà tao. Không có yêu đương thì nghĩ lại là uống rượu. Như uống rượu gọi cho người khác. Không mà. Chúng ta đang phải uống đâu. Em cũng yêu là đâu. Chôn không có tên khác nhưng mà tao anh ấy. Đi đây. Chết rồi, em lỡ trong rồi. Thế là bây giờ mình bị quẩn trong này. Thôi bây giờ chắc là kết thúc clip ở đây thì mình kiếm cái cầm cầu mình ngồi đã. Không biết này chắc chết nhé. Thì em thấy clip này hay nữa xin một like và đừng quên nhá. Và nhớ các mình ý tưởng chọn số để mình thực hiện nhá. Ok, bye các bạn.